nắm tay tự tin quá, đi nhanh gọn ghê đó. Cô này được nè, có nhiều cô rụt rè lắm, không tin tưởng các tường gì trơn trời. Rồi mở mở mạ ra đi hai bạn. Dạ em chào chị Cách. Rồi chào em. Rồi chào em luôn. Rồi bây giờ về vị trí rồi ha. Giới thiệu thật to rõ để cho người bên cạnh có thể nghe được những thông tin của mình. Mời em trai giới thiệu trước, ưu tiên. Dạ, em là Lê Đình Lý, ở Đồng Nai lên. Năm nay em 33 tuổi. Đồng Nai ở đoạn nào Lý? Em ở Biên Hòa chị. Biên Hòa, Đồng Nai. Mình đang làm công việc gì? Em đang là chuyên viên pháp lý cho văn phòng luật sư. Ở quê mình ở đâu? Em quê Thanh Hóa chị. Vào đây lâu chưa? Em vào cũng khoảng 13-14 năm rồi. Hiện giờ ở dưới Biên Hòa là em ở với ai? Em ở với gia đình nhà cầu. Đông anh chị em không? Nhà em đông chị ơi, nhà em tới 7 anh chị em. Có ai vào trong này lập nghiệp không hay là? Dạ có hai anh trai vào đây. Ở đâu? Ở Biên Hòa luôn. Biên Hòa luôn. Dạ. Là sao không ở với anh mà ở với cậu? Em thích tự do hơn. Ủa ở với cậu là tự do hơn hả? Dạ. Sao ngộ vậy? Tại cậu chiều hơn. Ồ, rồi. Mời em gái. Dạ em là Mai Thị Vui ạ. Em năm nay 27 tuổi. Em làm ở bên trường mầm non ạ. Trường mầm non. Làm ở đâu em? Em làm ở quận 2 ạ. Quận 2, có nào đi Biên Hòa chơi chưa? Dạ có, ngày trước có làm ở dưới Biên Hòa. Ồ vậy hả? Dạ. Quê em ở đâu? Dạ, Vui. Quê em ở Thanh Hóa. Thanh Hóa luôn. Vui nữa, lại thêm một thông tin vui nữa. Thanh Hóa chỗ nào hai bạn trao đổi thử coi có gần nhau không, biết nhau không? Chắc em xin mừng anh hả? Ờ đúng rồi. Anh ở huyện Triệu Sơn em ạ. Em ở Nga Sơn ạ. Thôi nó cũng trùng cung chữ Sơn vậy mà nó có khi nào về Thanh Hóa không? Có vấn đề ạ. Còn ai ngoài đó không? Dạ có anh trai với lại chú gì với ông bà ngoài đấy. Còn ba mẹ? Ba mẹ em mất cả rồi. Ở đây thì cũng gần nhau, mình là quá thuận tiện mà cùng quê nữa. Mai mốt thôi mỗi năm rủ nhau về quê chung ha. Tuyệt vời. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em cũng siêng năng chăm chỉ ạ. Yếu là hay quên, cái gì cần nhớ thì mới nhớ ạ. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình? Em nói chung là em rất là chịu khó. Thứ hai là em rất là cầu tiến. Khi mà em làm một công việc gì đó mà chưa làm được á, thì em phải cố gắng em làm bằng xong. Điểm yếu thì em nóng tính và tính em thì rất thẳng. Khi mà em mà không thích một vấn đề gì đó thì em không có thể giấu cảm xúc được. Ngoài ra thì em hơi nhút nhát và không thích thể hiện mình nữa lắm đâu. Khá nội tâm, khá trầm. Mình đã biết đó là khuyết điểm rồi thì mình tiết chế lại ha. Em cũng đang cố gắng. Rồi, cố gắng. Rồi. Tình trường em như thế nào? Dạ, em chưa trải qua mối tình nào. Chưa trải qua một mối tình nào? Dạ. Từ hồi xưa đến giờ luôn? Dạ. Em cũng rất là ok luôn, tuyệt vời như thế này. Tại sao lại chưa có một mối tình nào? Có nguyên nhân gì sâu xa không? Mà em cũng không biết, nhưng mà tại em đi học thì em không có thích quen. Là do em không thích? Dạ. Hết học lâu rồi mà. Hết học rồi đi làm thì làm môi trường ít nam nên là cũng chưa có cơ hội để tiếp xúc nhiều. Có để ý ai chưa? Dạ chưa. Em cũng chưa thích ai luôn? Dạ. Hay là chưa có gặp một đối tượng nào mà làm cho em rung động hết trơn? Dạ chưa. Mà em có thích con trai không? Dạ có ạ. Sao em biết là em có thích? Chưa có cho cơ hội thôi ạ, tại trước giờ là chưa muốn. Thế vậy thì tại sao bữa nay lại muốn? Bây giờ thấy mình cũng có lớn tuổi một chút rồi. Vậy là cũng chắc là chưa có nụ hôn đầu đời rồi phải không? Dạ. Uổng phí tuổi xuân quá. Thôi cố gắng lên. Trời ơi đẹp gái vậy mà không yêu uổng quá à. Sao em? Nãy giờ em nghe bạn gái như vậy em có cảm xúc gì không? Em khá là bất ngờ. Em nhìn thấy cổ em còn bất ngờ hơn nữa. Bất ngờ, nhưng mà bất ngờ là bất ngờ thích hay bất ngờ không thích? 27 tuổi mà chưa yêu ai thì bất ngờ thôi. Bất ngờ với cái số tuổi và cái tình yêu mà chưa có thôi. Thế còn em thì sao? Em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu khi em còn là năm cuối của sinh viên. Thì kéo dài 3 năm. 3 năm. Nhưng mà thực sự là em cũng không có ấn tượng nhiều với mối tình đầu. Mối tình thứ hai thì kéo dài 7 năm. 7 năm? Yeah. 7 năm sao chia tay? Sao chưa cưới? Hai đứa tụi em có tình cảm với nhau nhưng mà càng mà kéo dài thì lại càng cảm thấy là nhận ra những cái khác biệt của nhau. Đó, tao yêu tao lấy liền đi để chi mà dài dữ vậy, đêm dài lắm mộng. Em thì thuộc cái người là cầu tiến, thích cái sự nỗ lực vươn lên. Còn bạn đó thì nói chung là thực sự ra thì gia đình nhà bạn có cái sự điều kiện nó dường như bạn sinh ra trong một cái gia đình mà tương đối là ổn định. Thành ra bạn bằng lòng với cái cuộc sống đó. Là không có muốn, không cần thiết phải là không muốn thay đổi lên nữa. Không cần phải vươn lên. Thành ra thì rất là khó. Em động viên bạn học thạc sĩ thì chính em phải là người đi mua hồ sơ cho bạn học. Chứ bạn không có chủ động đi mua. Rồi chính em là người giúp bạn là xin việc làm. Chứ bạn không có chủ động để xin việc làm. Hay tại người ta muốn nương nhờ vô em? Nếu mà muốn nương nhờ vào em thì chắc giờ này đã không chia tay.
cuối cùng đỉnh điểm là như thế nào mà chia tay? Khi mà em xin việc làm cho bạn xong rồi á, một thời gian thì thấy bạn thấy công việc nó tương đối rồi thì bạn nói là không hợp. Là bạn ấy ngỏ lời chia tay trước? Dạ, và em cũng cảm thấy là không hợp thì để cho... Mà nó tốn thời gian quá. Nhưng mà suốt 7 năm đó là vẫn bên nhau hay là có giai đoạn nào chia tay hay gián đoạn không? Không. Là vẫn bên nhau, song hành giúp đỡ nhau đi học. Học xong ra mỗi người cầm cái bằng tốt nghiệp chia tay nhau. Hay quá, cô khác vô hưởng thôi, tội vậy đi. Giờ cô đó có bạn trai khác chưa? Em cũng không biết nữa chị ơi. Có còn gặp nhau không? Không. Có khi nào tình cũ không rủ cũng quay trở lại không? Không, từ lâu lắm rồi em không gặp. Chia tay bao lâu rồi? À, 1.5 năm rồi. Ngưỡng mộ. Ta quen cũng tình 3 năm, tình 7 năm, còn mình 27 năm không quen ai. Thì tình mỗi người lý tưởng của em như thế nào? Em muốn tìm một người như thế nào? Em muốn tìm một người mà thứ nhất là hiếu thảo, thứ hai nữa là phải biết cách cư xử, nhường nhịn. Về ngoại hình có tiêu chuẩn gì không? Cao khoảng 1m8, à 1m58. Sorry. Đúng rồi, 1m8 nha hồn. Cao khoảng 1m58 đến 1m65. Nghe mình có tiêu chuẩn về chọn người bạn trai như thế nào? Cao khoảng 1m7 ạ. Cao 1m7, rồi dạ. Gì nữa? Người đậm đậm một chút là được rồi. Người gì? Đậm một chút chứ không có gầy. Em cao mét mấy? Em cao mét 66. Mét 66. Mét 66 mà đòi gái quay tay cò tới mét 65, chị dữ vậy. Có đem hình thấy không? Dạ có ạ. Thôi ra chị coi hình coi. Đây. Dễ ẹt à, có hai anh lựa một anh thôi. Trời đất ơi, cái gì đông người vậy? Thôi, một hai cô lựa một cô thôi. Kỹ vào. Đâu? Ai? Chị nghĩ là anh. Tại sao là chọn anh đó? Anh trông giống bên là bên luật hơn. À, trông giống bên luật hơn hả? Nếu mà đưa chị cũng chọn anh này. Nhưng mà hỏi chị lý do, chị nói tại thấy hai người này thả tim mà người này không có thả tim. Áo đỏ. Áo đỏ. Tại sao chọn áo đỏ mà không chọn áo đen? Tại vì em thấy rằng bạn bên kia bạn nói rằng là thích một bạn nam mà đậm đậm người thì chắc em nghĩ bạn hơi mập. Bây giờ xin mời hai bạn hãy nhìn về cửa trái tim để xem sự lựa chọn của mình ngày hôm nay có trùng khớp hay không nhé. Đây, mời hai bạn. Dạ, em chào anh ạ. Chào em. Đúng không? Dạ. Đúng hả? Vậy đúng em là cô áo đỏ không? Dạ. Hay quá, chị còn nhìn không ra nữa, tại sao quá, mắt chị cũng kém rồi. Khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm nhận đầu tiên của hai bạn là như thế nào? Em thứ nhất là rất là bất ngờ khi mà em tham gia chương trình này. Thứ hai nữa là càng bất ngờ hơn khi mà gặp bạn gái Đường Hương mà rất là xinh. Thế còn em, cảm xúc đầu tiên khi mà cánh cửa trái tim này mở ra là gì? Dạ, em cũng bất ngờ. Bất ngờ vụ gì? Trông anh nghe trông giống người kiến thức nhiều ạ. Ăn quà đi kìa. À, anh lần đầu gặp em anh có món quà nhỏ. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em có chút quà nhỏ tặng. Cảm ơn. Món quà là gì vậy? Mình có thể trao đổi, mình có thể tiết lộ xíu không? Thực ra thì em rất là muốn tự tay làm một món quà để tặng cho người bạn hôm nay gặp. Nhưng mà hôm vừa rồi thì em gặp sự cố là chân hơi đau, không có đi lại được. Nên em mua một món quà. Ngộ vậy, tự chân đau mà ảnh hưởng đến tay luôn hả? Không đi lại, không có mua sắm những cái trang. Nhưng mà nếu mà đi được thì em làm được cái gì? Em có thể làm một số đồ handmade nho nhỏ như là bình cắm hoa, bình buồn. Hay quá ha. Thế còn em, món quà của em là gì ạ? Tặng anh một cuốn sách ạ. Có những thứ mà vấp ngã mình vẫn có thể coi đó là bài học để mình phấn đấu. Các thường mời hai bạn thưởng thức một món ăn nhìn rất đẹp mắt, rất là hấp dẫn của nhà hàng Hoàng Yến. Cơm vàng đùi gà quay và bánh ngọt và trái cây. Đây là một cái món ăn gây thương nhớ tại nhà hàng, với một cái lớp da vàng rụm ở bên ngoài, dùng kèm với đùi gà quay mềm, ngọt liệm và thơm ngon. Mời hai bạn cùng thưởng thức và trò chuyện tự nhiên với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Mời hai bạn. Chị. Anh mời em. Dạ, em mời. Em ở trong này là ở với ai em? Dạ, bây giờ em đang ở với bạn. À. Ngày trước là ở với chị gái mà chị gái đi lấy chồng nên là chuyển ra ngoài. À, nhà em là mấy anh chị em? 7 ạ. Ôi, vậy giống nhà anh. Em là thứ mấy trong nhà? Đã, em là thứ 4 ạ. À, em công tác trong ngành giáo dục lâu chưa? Mới được 1.5 năm rồi ạ. Ồ, vậy trước đây là em học ngành khác hả? Em học bên y tế, em làm ở phòng khám rồi. À, công việc em làm hành chánh hả? Hay là... Dạ, em làm hành chánh. Công việc của anh làm bên nó cũng làm hành chánh ạ. Ừ, anh làm hành chính nhưng mà thỉnh thoảng thì nếu mà có công việc ở các tỉnh thì anh sẽ đi công tác theo phân công. Hôm nào mà có dịp anh mời em về Biên Hòa chơi.
công việc em thấy áp lực không? Dạ không, cũng thoải mái. Em làm bên đó nhưng làm bên y tế học đường. Y tế học đường của trường mầm non. Dạ. Ai lại nghĩ là em là giáo viên mầm non? Khi mà nghe mà 27 tuổi mà chưa từng đi qua là anh bất ngờ lắm. Thì cũng có nhiều người bất ngờ. Em có hay về nhà ngoài Bắc không? Có, một năm em về một lần. Tết về hả? Thì bình thường là Tết về, còn có khi nhà mà có việc thì sẽ về, và dịp khác thì Tết không có về nữa. À, em có nghĩ rằng là em sẽ lập nghiệp ở trong này không? Hay là em sẽ về Bắc? Dạ, em nghĩ là mình thích ở trong này hơn. À, anh thì anh thấy là anh học ở phía Nam này hơn là ở Bắc. Xác định là ở trong này lập nghiệp luôn hả? Dạ. Trời ơi, cơm ngon quá, ăn đi. Ăn nhiều vô. Cái nó mập kìa, tao thích da tròn tròn, mình hơi ốm này. Thấy không, cho hồi nãy giờ tâm sự được nhiều chưa? Dạ, cũng hỏi để biết xem là có lập nghiệp trong Nam này được không? À, em định lập nghiệp trong Nam luôn chứ hả, đúng không? Dạ. Cùng chí hướng. Cùng chí hướng rồi. Dạ. Em ở quận 2 là ở với ai vậy? Em làm quận 2 nhưng mà ở quận 9 ạ. À, càng gần dạ, nữa. Càng gần Biên Hòa, nếu mà ở đó là ở với ai? Ở với bạn. À, mình còn em ở với đó là rồi có kế hoạch gì để mà ví dụ lấy vợ, hai người cùng chí hướng nè. Rồi giờ lấy vợ muốn lập nghiệp ở trong này luôn thì mình có cái định hướng gì, kế hoạch gì cụ thể cho tương lai chưa? Em nghĩ rằng là ở Đồng Nai nó sẽ phù hợp với công việc và cũng như là cái mức sống nó cũng phù hợp với lại khả năng. Bây giờ công việc đã ổn định chưa em? Có việc ổn định chưa? Dạ rồi. Em làm luật mà về bên cái mảng nào? Chủ yếu là về nhân sự. Năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 33 chị. 33 rồi. Như tuổi này cũng là đã có vợ có con được rồi đó, đúng chưa? Dạ. Bây giờ thì nếu mà muốn định cư ở trong này, muốn làm việc luôn thì cũng phải có nhà có cửa để vợ con đồ ở, chứ mình cũng không đâu thể ở nhà cậu mợ hay anh chị được hoài. Dạ. Đúng không? Bây giờ nếu như quen một mối quan hệ thì em định bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân? Em nghĩ rằng là tùy vào cái tình cảm sâu nặng giữa hai người là có hiểu nhau hay không và có chấp nhận nhau hay không thì... Nhưng mà mình cũng phải có một cái mắt chứ, gì không thể nào mà cứ quen nhau hoài rồi để kéo dài 5 năm, 7 năm nữa rồi chia tay. Chị cũng không có tán thành cái việc đó. Em nghĩ là 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng đó, nó ít nhất nó phải có một cái như vậy. Như thời buộc mình con gái mình thanh xuân mình qua nhanh lắm em. Dạ. Quen một cái đối tượng mà thấy được hay không được á, thật sự mà người ta trân trọng mình, để yêu thương mình á, có thể là ngày cưới hay đồ mình từ từ, nhưng mà phải ngỏ lời. Tại em chưa có kinh nghiệm, chị phải truyền kinh nghiệm. Dạ. Chứ còn nếu mà quen một cái người mà người ta cứ im lặng, người ta không nói gì, người ta không chủ động, không có cầu hôn, mình nên xem lại coi người ta có muốn tiến dài, tiến xa với mình hay không. Đúng không? Dạ. Tôi nói gì có sai gì không? Dạ đúng. Đúng không? Chứ bây giờ quen hoài, không cầu hôn, phải đợi người đàn ông cầu hôn. Mà giờ người ta không cầu hôn, mình ngồi hoài luôn. Cái tự nhiên qua tuổi thanh xuân, đến một lúc nào đó chợt nhận ra ờ sao mình không hợp nhau này kia, cái chia tay. Có phải thanh xuân của người phụ nữ nó qua đi không? Em cũng vậy nữa. Lấy vợ sớm sớm một chút, sanh con rồi con cái không, sau này cha già con mọn, đúng không cưng? Dạ. Rồi tiếp tục kế hoạch. Em nghĩ nếu mà hai đứa tụi em mà có thể tiến tới được với nhau thì sẽ làm nhà ở Đồng Nai. Làm nhà ở Đồng Nai. Dạ. Cố gắng đi, giờ cũng có bằng rồi, học hành bao nhiêu năm nay rồi, tập trung công việc rồi dành dụm để mà có một cái tổ ấm rồi an cư thì mới lạc nghiệp được. Rồi còn cái điều kiện mà làm quen tìm hiểu với nhau thì chị thấy hai bạn rất là hợp. Nãy giờ chưa thấy khó khăn nào hết, chưa thấy nha. Còn mình tìm hiểu có hợp hay không là còn tùy nữa, vì cái đó là về cảm xúc. Nhìn bề ngoài thì ok, còn cảm xúc là phải do hai bạn. Bây giờ Tường mời hai bạn mỗi người bóc một lá bài ha. Trong này có những yêu cầu của chương trình đưa ra, mình sẽ thực hiện những yêu cầu trong chương trình này. Có chút va chạm, có chút tiếp xúc với nhau để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Đọc lớn lên em gái. Giả sử anh và em đang ngồi uống cà phê, có một cô gái đến bắt chuyện và làm quen với anh, em sẽ xử lý như thế nào? Hai đứa đang hẹn hò, đang đi chơi, đang tìm hiểu, đang yêu nhau. Tự nhiên có cô gái tới, mình diễn thử đi. Mình diễn thử coi như là hai người nè. Đó, bây giờ hai người là chị trẻ, chị làm cô gái kia thôi nha. Cô chị ví dụ nha. Bây giờ hai người đang uống cà phê, đang trò chuyện nè. Cái tự nhiên chị tới nè, em chào anh. Dạ, em nhìn xa em thấy anh, em ngồi bên kia em nhìn qua em thấy anh dễ thương quá à. Anh có thể cho em xin số điện thoại anh được không? Chắc em phải hỏi bạn anh. Dạ, em xử trí thì sao? Cô đó, cô nhìn em đó. Dạ, em kêu anh cho luôn. Cho luôn hả? Dạ. Dạ, chỉ cho rồi kìa anh. Nếu mà chị cho thì em ra lấy số từ chị đi. Chị cho em số điện thoại ảnh đi chị. Em không có làm gì đâu, tại em thấy anh đẹp trai dễ thương quá nên em muốn kết bạn thôi. Dạ. Cho không? Cho. Cho luôn hả? Sao vậy? Tại sao cho? Mình phải bảo vệ tình yêu của mình chứ. Nếu mình đã tin tưởng rồi thì mình... Nhưng mà giang hồ giờ hiểm ác lắm em. Mình tin tưởng là một chuyện, nhưng mình đừng cũng phải ngăn cản khi thấy có những cái tín hiệu xấu. Bạn trai mình ok tốt, nhưng mà biết đâu những cô gái xung quanh người ta không tốt thì sao? Mình vẫn phải tin tưởng. Nhưng mà nếu trên thực tế mà có một cái tình huống như vậy và anh ấy xử lý như lúc nãy thì em suy nghĩ như thế nào? Đồng ý với cách ứng xử đó không? Dạ. Còn ngược lại thì em có đồng ý với cách ứng xử của bạn gái em là cho không?
Em nghĩ rằng là cái cách ứng xử của bạn nó cũng khá là tốt, nhưng mà không biết là về nhà có nhéo em hay là có làm gì em hay không. Về nhà em chưa biết được. Cũng làm thì dạ chịu nha, ảnh đã hỏi ý kiến em mà đưa qua em mà em còn cho như vậy nữa thì là về nhà không có ngắt nhéo ảnh nha. Dạ. Hai bạn đây mình đang còn rất là lịch sự, tuy nhiên trong tình yêu thì đôi lúc không có thể hiện được những điều đó đâu. Yêu nhau đi rồi mới thấy cái cảnh, yêu nhau đi rồi mới thấy cái cảnh lúc đó là sẽ lông lồn lên như thế nào và sẽ sưng sổ lên như thế nào. Còn lâu mới cho số điện thoại. Rồi mời em. Hãy thực hiện các động tác theo yêu cầu của bạn gái. Bạn gái đọc đến đâu, bạn trai làm tới đó. Rồi, em đọc đi cho ảnh làm. Dạ, làm động tác hơn nữa. Thôi là em phải đứng lên cho sang bên đấy chứ không chị? Ôi vậy hả? Mời em, chị đâu biết. Chứ hay là em ngồi bên này thì hơi xa này sao? Chị đâu biết. Em hỏi ý kiến chị thì chị tư vấn giùm em. Ồ, chị chỉ tư vấn về cảm xúc thôi chứ còn về hành động chị không có tư vấn được. Em phải thương lượng với cô ấy chứ. Em có đồng ý cho anh sang phone em không? Em xin phép chị nha. Tôi xin phép tôi chị, xin phép bạn ấy, xin phép tôi chị. Trời ơi. Tự tin quá ha, quyết đoán quá ha. Bắn tim à? Bắn tim. Trời, em đọc luôn, anh đứng đó làm luôn. Bắn tim. Này hả? Nhìn cổ chứ không lẽ bắn cho tôi, sao nhìn tôi? Phớt tóc kiểu lãng tử. Sao? Này hả? Lãng tử đó hả? Em biết nữa, em sống nội tâm giờ em có biết. Thôi phút lại, coi phút lại. Thường quốc ta phải thọt mấy ngón tay vô. Sầu quá. Cái gì nữa, cái này phải thọt vô trong cái máy. Hất lên thì mới lãng tử được. Thôi làm thử coi, làm thử coi. Nói đùa cho vui thôi. Đó là những cái câu hỏi chương trình dành cho hai bạn để chúng ta có một chút xíu gọi là có cái sự va chạm để mình hiểu nhau nhiều hơn, với đo được cái cảm xúc của nhau. Hôm nay về phía bạn nam là có một người thân đi theo, là ai vậy em? Dạ cô dạy em. À là cô dạy, dạy về cái gì? Cô dạy em từ thời mà em là sinh viên luật á. Oh. Đến bây giờ thì vẫn là kèm cặp em trong con chuyên môn nghiệp vụ. Rồi mời cô ạ. Mãi dạ chào cô. Dạ. Dạ. Chào diễn viên, MC và người đẹp không tự khác tường. Dạ cảm ơn, cảm ơn cô. Cô ngồi nghe cái câu chuyện của hai bạn trẻ này từ nãy giờ ha. Yeah. Theo ý kiến cá nhân của cô thì cô nhận xét về cặp đôi này như thế nào? Xin phép cho mình được dài dòng chút xíu là mình sẽ có bốn cái lời khen. Yeah. Thay lời nhận xét cho cái cả chương trình này. Không phải riêng gì cặp đôi. Dạ cảm ơn cô. Thứ nhất là mình có một cái lời khen dành cho chương trình, bởi vì nhờ có chương trình này mà những cái trái tim đang cô đơn sẽ tìm thấy nhau. Yeah. Và sẽ lan tỏa được cái tình yêu. Thay các bạn sẽ có cái hy vọng về một cái tương lai. Yeah. Trong cái tình yêu của các bạn. Em thay mặt chương trình cảm ơn cô. Dạ rồi, là cái lời khen thứ hai dành cho MC Cát Tường. Đó là một MC có rất là nhiều năng lượng, đặc biệt là năng lượng trong tình yêu. Mặc dù là bị ế. Không, Cát Tường thì làm sao ế được. Cát Tường vẫn giữ một cái lửa cho cái tình yêu của mình. Chính vì cái lửa đó truyền được một cái thông điệp cho các bạn trẻ rằng là tình yêu là một cái gì đó rất là tuyệt vời. Dù cho chúng ta gặp những cái khó khăn, những cái trắc trở, thậm chí là chúng ta chia tay, chúng ta phải theo đuổi nó, dành thời gian, dành tâm huyết, dành cho một cái tình yêu trong cái cuộc sống này. Và cái lời khen thứ ba mình dành cho bạn nữ, khi mình bước vào cái phòng ghi hình và mình được ngồi phía sau bạn nữ, cái điều mình rất là thích ở chỗ bạn nữ này là gì? Mình không nói đến ngoại hình thì bạn này quá tuyệt rồi. Mình có một cái cảm xúc, đó là gì? Mình nghe thấy cái cảm xúc của bạn ấy luôn. Tức là bạn ấy đang ở trong một cái trạng thái là bịt mắt kính, nhưng mà nụ cười vẫn nở trên môi bạn ấy. Và cái hơi thở của bạn ấy mình cảm nhận được là bạn ấy rất là mong chờ cái cuộc gặp gỡ này. Và bạn ấy rất chân thành mong muốn có một cái cuộc gặp gỡ này. Yeah. Và cái lời khen thứ tư đó là mình dành cho học trò của mình. Mình cũng có cái duyên là dạy bạn này ở đại học, và mặc dù là không tiếp xúc với bạn nhiều lắm, nhưng mình có lời khen cho bạn, đó là bạn có một cái sự nghiêm túc trong cả công việc, trong cả tình yêu, trong cả cuộc sống của mình. Nói nôm na, đó là một cái người đàn ông, nếu một người phụ nữ cần một cái người đàn ông tốt, một người đàn ông có gia đình, thì bạn này có thể là đáp ứng được cái tiêu chuẩn đó. Yeah. Cho chê chút xíu, đó là bạn này hơi cầu toàn trong cuộc sống như trong công việc. À hơi chê, đang chê hả? Đang chê đó. Và chính vì sự cầu toàn đó thì đôi khi bạn hơi khó tìm thấy cho mình một cái người mà theo bạn là hợp với bạn. Công việc cũng là một trong những cái lý do để bạn cảm thấy hơi e sợ trong cái tình yêu hoặc là hôn nhân gì đó. Mong bạn nữ và bạn nam luôn, tha thiết mong bạn nữ tạo một cái cơ hội cho nhau, bởi vì tất cả nó quá tuyệt vời rồi. Mình rất là mong các bạn tạo cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu. Mình cứ tìm hiểu như là những cái người bạn bè. Cảm xúc còn lại là một cái điều nó phải được vun đắp, chứ không phải là chỉ là nhìn ngày hôm nay các bạn ha. Rồi
Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều với những cái lời rất chân thành của cô ạ. Cô ạ. Dạ, con cũng cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ. Cảm xúc của bạn nữ như thế nào? Sao em lại khóc? Có nguyên nhân gì? Có gì? Có. Tại em nghe cô nói là cô hiểu được tâm ý của em với lại cảm xúc của em thì nó tự dưng lắm. Là mình xúc động thôi. Một cô bé rất là đầy cảm xúc. Và đây cũng là những người sống nội tâm. Thật sự những người mà nhiều cảm xúc như vậy á, chị nghĩ đó là những con người lương thiện. Và thật sự với cảm xúc của một người hay là mai mối, chị thấy hai đứa em tương đối là tương đồng với nhau. Giống như hồi nãy cô cũng có chia sẻ đó, tình yêu lúc nào nó cũng đẹp hết. Mặc dù trong tình yêu nó sẽ có rất nhiều cung bậc cảm xúc. Tại vì em chưa yêu lần nào nên chị chia sẻ không phải tình yêu là vui vẻ không, không phải là cười không đâu em. Đến khi mà nó va chạm vào cuộc sống, nó sẽ có những lúc khiến mình phải rơi nước mắt. Nó sẽ có những đau khổ. Nhưng đó cũng vẫn là những cái giọt nước mắt trong cái hạnh phúc. Nếu mình vượt qua được những cái chướng ngại, những cái khó khăn để mình tiến tới được với nhau, mình cùng chung được một cái chí hướng thì mình sẽ có những cái hạnh phúc viên mãn về sau. Hy vọng tình yêu nó đến với em có thể chậm, nhưng nó sẽ chắc chắn và bền vững. Đó là một cái lời chân thành chị muốn chúc em như vậy ha. Dạ, cảm ơn chị. Chị cũng không muốn những cô gái phải thăng trầm nhiều giống như chị đâu. Dạ. Hy vọng là một tình yêu duy nhất và mãi mãi dành cho em. Và hy vọng cái duyên đó ngày hôm nay chị được mang đến cho em. Mọi người nói với nhau một câu nữa đi trước khi chúng ta quyết định là bấm nút. Trước hết là em cảm ơn chương trình. Em khá là bất ngờ khi mà được biên tập viên gọi cho em. Em nghĩ rằng là chương trình thì lượng người đăng ký rất là đông. Đến em chắc già mất rồi. Là bất ngờ tiếp theo là hôm nay được gặp bạn nữ rất là xinh và lại đồng hương với em, cùng quê với em. Thì hy vọng rằng là trong tương lai tụi em có những cái tình cảm tốt đẹp hơn. Anh muốn nói với em rằng là anh sẽ cố gắng để vun đắp tình cảm giữa hai đứa. Dù rằng không biết tương lai nó như thế nào, nhưng mà anh sẽ cố gắng từng ngày, từng ngày. Dạ, nếu mà có cơ hội hai người hẹn hò với nhau thì em cũng cố gắng để vun đắp tình cảm. À, thật sự là bạn trai phải cố gắng nhiều hơn. Tại vì phụ nữ thì người ta sẽ e thẹn, mà mình là đàn ông mình phải chủ động. Với lại đây cũng là một cô gái mà tại vì cũng chưa có kinh nghiệm trong tình yêu nữa, nên mình cũng phải cố gắng sắp xếp và chủ động một chút xíu nha. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu như đồng ý hẹn hò thì mình nhấn mạnh vào nút. Nếu không đồng ý thì mình lấy tay ra, suy nghĩ thật kỹ, bấm nút. Dưới sự chứng kiến của rất là nhiều người đang theo dõi chương trình, mình bấm bằng cái cảm xúc thật của mình. Nãy giờ những ý kiến xung quanh để cho các bạn tham khảo thêm thôi, nhưng mình phải xem trái tim mình có rung động hay không. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm rồi nhắm mắt lại luôn nhé. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường thì hãy quyết định. 1 2 3, hết thời gian. Cảm ơn hai bạn, rất là vui ha. Hai trái tim đã cùng sáng đèn rồi. Mời em trai qua đứng bên đây, nắm tay nhau đi hai bạn. Bây giờ chính thức là mình trở thành một cặp đôi để tìm hiểu nhau nha. Còn tìm hiểu nhau bao lâu, kế hoạch như thế nào, đó là chuyện của hai bạn. Nhiệm vụ của Dạ Tường đến đây là hết rồi. Nè, đây gửi tặng em một món quà là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây là một cặp vé xem phim, nắm tay đi cưng. Đây là một cô gái khá đặc biệt, một cuộc gặp gỡ cũng đặc biệt. Hồi nãy em đã hôn bạn gái em một cái. Em là người hôn đầu tiên, nhưng mà nụ hôn đó là nụ hôn chương trình bắt buộc. Bây giờ em hãy xin phép bạn gái để hôn lên má bạn gái một cái, để kỷ niệm lại giây phút mà chúng ta chính thức hẹn hò. Em đồng ý cho anh hôn em. Rất dễ thương, rất là nhẹ nhàng. Ngay chỗ cách trung tâm hội nghị quốc gia khoảng độ hơn 10 km. Anh sinh năm 74. Em nghe rõ chưa nhở? Rồi, nhưng mà... Dạ, chào anh nha. Chờ đây là một buổi casting bộ hẹn hò, nên là coi cách anh nói chuyện như thế nào á. Thì bây giờ anh giới thiệu giúp em về thông tin tên, tuổi, quê, quán, nghề nghiệp của mình với. Ừ, anh... Đấy, anh ghi ở đấy là Lê Ngọc Hà, sinh năm 1974. Anh ở chỗ... Quốc Oai, cách trung tâm hội nghị quốc gia khoảng gần 20 km. Anh bên xây dựng. Là ở Hà Nội ha? Ừ, đúng rồi. Anh ở bên xây dựng. Rồi, rồi.
Hiện tại anh đang ở đó với ai ạ? Anh có mẹ già ở nhà cổ ở nhà bên kia. Sống chung với mẹ đúng không? Rồi. Đúng rồi. Dạ rồi. Anh cho em biết là bây giờ anh giới thiệu sơ về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi, về tính cách đi. Anh thì sinh năm 74, anh hay thương người, cho nên là từ trước, từ năm 2010 là đa số chúng nó lừa toàn là mới xào đất một, nên là cũng ấy. Thế xong thì vợ nó bảo là không có gì, nó làm mất một mẫu đất tổ của anh, một mẫu đất tới giờ 15 triệu một mét thì cũng hơn 50 tỷ. Thế xong thì nó đi, con cái thì giao cho nó hết, xong thì nó cho nó học đại học ra thì nó kiếm được mỗi khoe mỗi tháng nó 7 triệu 40 triệu. Thế là nó bỏ, thế nó khinh cả bà cả bố, bây giờ đưa ra tòa để bán đi tiêu. Là sao, là con cái lừa anh đất đai hả? Hả? Là con của anh lừa anh đất đai hả? Không, ở nhà thì tức là vợ anh với các con anh nó làm mất, còn thì riêng thì cái cho nó rồi thì nó coi thường thứ thì mình đưa ra tòa để bán nó đi. À rồi. Vậy thì cái đó coi như là anh hay thương người đi. Đúng rồi. Không? Rồi mình còn cái gì nữa nè? Anh nói tiếp về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của anh á. Đấy, thế thì anh thì nói chung là cứ nóng tính nhưng mà cũng hay thương người. Thế thì đấy, thì giờ thì anh phải chăm mẹ già. Anh bỏ công việc chăm mẹ già, còn mình bên xây dựng ấy thì khoán nhà ta cái bể phốt thôi, nhà ta đập, nhà ta đổ cát vào mỗi ngày, nhà ta làm xong trong một ngày, nhà ta có 2,5 triệu đấy. Khoán cái bể phốt 2,5 triệu là nhà ta làm một ngày là 2,5 triệu rồi. Mình không làm được tất được. Ví dụ mình làm được tất được thì 3,5 triệu ạ đấy. Cho nên là anh bỏ việc để anh nhà trông mẹ. Thì cái điểm yếu của anh là gì nè? Cái điểm yếu của anh là gì? Điểm yếu của anh thì anh hay thương người, anh hay nể lắm. Anh hay gì á? Anh hay nể. Hay nể cả đúng không? Thì có tiền tiếc cái thứ, nhưng nó cứ nhảy nhảy, thế là cho mượn. Cho mượn đa số loại, anh lấy đầy ở không đầy, nó không có giả đâu. Nó khó nó không có giả. Cho mượn tiền không là không trả tiền nữa rồi. Điểm yếu mình là nữa là gì nữa nè? Anh cũng rap. Anh không rap. Có tài lẻ là hát được. Vì anh thấy những người mà ác ấy là nó hay bị ung thư, vì cái ung thư nó tạo ra từ ác mà nó ra đấy. Anh hát cho em một đoạn nghe thử coi nè. Thất đức là nó tạo ra ác. Hát chay hay là hát loa mic? Hát chay đi anh. Hát chay à? Vâng. Mẹ ơi, con nhớ như in buổi học đầu tiên là lời ru thiết tha trong lòng mẹ. Bên cạnh vọng nóng đưa khi con còn bấm bé, vọng nói từ ngàn xưa như câu hạt à ơi. Lời mẹ ru con có sông núi biển trời, có lũy tre xanh ấm tình làng nghĩa xóm, có nồi xuân sang rộn ràng khuya sớm. Được chưa em? Dạ được rồi, ok rồi ạ. Rồi, vậy thì bây giờ anh nói tiếp cho em về cái tình trường của mình đi. Anh đã kết hôn năm bao nhiêu? Anh kết hôn năm 1996. 1996. Rồi, hiện tại là anh quen người ấy là được bao lâu rồi, ly dị được bao lâu rồi ạ? Anh đấy, thế thì anh kết hôn năm 1996 thì anh xong thì anh ly dị từ năm 2019. Mình có bao nhiêu bé rồi anh? Anh ba. Có ba bé rồi. Anh kể sơ giùm em về cái câu chuyện hôn nhân của mình đi. Là anh gặp người ấy như thế nào, rồi quen nhau ra sao, rồi lý do tại sao hai người lại đổ vỡ hôn nhân? Là trước thì nhà anh ở gần, thế là tiếng thì nhà thì có điều kiện. Thế là ông bố vợ cứ lên mời mẹ vợ, cứ lên bảo xuống bố vợ lên, cứ bảo anh xuống.
Thế là xong thì anh thì mời anh thì anh thì là đâu nghe nhà nghịch à. Thế là xong thì bảo anh, thế là anh đều, thế là bảo là định đưa thấy tháng mày cho tờ giấy báo đốt cho tao, thì anh cứ hãi sợ các thứ, thế nó không hạnh phúc. Tức là bố ở nhà thì hai bên thì bố mẹ bắt tiếp, bắt anh thì bây giờ thì vừa mới lớn lại chưa thích lấy vợ, anh còn thích đi học á, anh đi làm gì chả được. Rồi, nói chung là lúc đó là vừa mới lớn, là chưa muốn cưới vợ mà do bố mẹ bắt cưới vợ đúng không? Dạ rồi, thì khi mà về thì cái trục trặc gì mà khiến cho hai vợ chồng lại gây ra đổ vỡ? Thế thì đấy, thế thì làm mất của anh một mẫu đất thì đấy, thì 15 triệu mét vuông thì giờ cũng phải hơn 50 tỷ. À, là vợ là mất đó hả? Ở nhà nó phải làm những cái trái đạo này mới mất được anh. Trái đạo là trái đạo như thế nào anh? Ở trái đạo loạn luân cái thứ thì mới mất của anh được, chứ không mất là được. Anh các thứ còn gì, dấu đỏ chót các thứ anh để trong két các thứ, thuế má anh đều đóng đều nộp sổ xếp của anh. Miếng đất mà. Nó như là các thứ mọi cái xe cộ ấy cứ đi cắm đi, thì bây giờ thì bán rẻ của anh thì bây giờ thì cầm cái đăng ký không còn mảnh giấy ấy, nó phá đi nó bán đồ hết của anh. Trời ơi, trời. Mình đi đi chuộc thì mất rất nhiều tiền hơn mua ấy. Dạ rồi. Vậy thì bây giờ ý là cái tài chính và đất đai nhà cửa của anh là hiện tại là mình có ổn không, hay là mình đang ở nằm ở trong tình trạng gọi là khó khăn anh? Không đấy, anh làm cái nhà này gần 100 mét vuông, anh ở dưới đây thì nó cũng sóng yếu thôi, lên trên thì sóng nó khỏe. Vậy có nghĩa là bây giờ nếu Anh mà ở bên đó. anh muốn kiếm bạn gái là bạn gái sẽ về ở chung với anh đúng không? Đúng rồi. Dạ rồi. Còn cái nhà cổ bên kia nữa mẹ anh ở. Rồi, hiện tại bây giờ anh tới với chương trình thì anh mong muốn một nửa của mình tiếp theo là như thế nào? À, thế thì hợp thì dạng như là tuổi thì nếu có con thì càng tốt, dạng như là cái độ tuổi thì tầm độ 94 cũng hợp, 94 98 cũng hợp ạ. Anh sinh năm 1974. Đúng Anh mong rồi. muốn người bạn gái anh là 1994 hoặc 1998. Đúng rồi. Kể cả dân tộc cũng được, cười cứ có con thì mình nhờ, sau này để nhờ. Nhưng mà nếu ví dụ như là 1994 nó trẻ quá thì sao? Ví dụ như là cỡ cỡ tuổi sinh năm 1972 hoặc là bằng của anh được không? 72 thì nhiều tuổi hơn anh, bằng tuổi anh thì nhiều tuổi quá. Ý là bằng 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 tụi anh, ý là họ đã ổn định về con cái hôn nhân, ý là con cái là họ đã ly hôn giống như anh vậy đó, nhưng mà họ có một cái tình trạng mong muốn là sẽ có một người ở chung với nhau để chia sẻ thôi. Thì Tối thiểu thì 74, thì tối thiểu nói chung là tuổi 74 hay tuổi 72 thì cũng là tuổi 72 mà cũng bằng 7 điểm, đến tuổi 74 thì cũng là đồng hợp đấy. Nhưng mà tuổi tuổi 82 cũng tam hợp, và tuổi 78 cũng tam hợp. Tuổi 83 lục hợp. nói chung là 72, 78 được đúng không anh? Nhưng mà Sao 72 thì 74 72 thì cũng là đạt được 7 điểm đấy. Hai tuổi vậy? ấy vẫn lấy Ừ. Ý nhau là mà. kiểu là mình kiếm một người phù hợp với anh, ví dụ như là khoảng sinh năm 1972, 1978 thì ok, chứ 1994 thì nó trẻ quá anh. Tụi nó đòi hỏi là cũng cũng phải là một người con trai gọi là chưa kết hôn, chưa gì hết. Nói chung Đời là lớn, đời lớn nó ly hôn chứ em, 794 hay 98 đời lớn ly hôn. rồi, nói chung là 1972 nè, 1978 nè, 1983 là ok đúng không? Rồi. 82, 83, 86 cũng được, tuổi 86 cũng được mà. Ok. Bây 86, giờ tuổi anh 98, 98 cũng được.
Rồi, bây giờ về cái ngoại hình đi. Anh mong muốn chiều cao như thế nào, là anh cao bao nhiêu ạ? Anh cao xấp xỉ 1m7. Rồi, thì bạn gái thấp hơn anh là được đúng không? Đúng rồi. Rồi. Con người cứ có chân có tay được. Rồi, Chỉ còn cần về nghề nghiệp thì sao ạ? nghề nghiệp thì có nghề nghiệp thì tốt, có nghề nghiệp thì nó nhàn. Không nghề nghiệp thì kinh doanh Không có nghề nghiệp thì về anh vẫn lo được đúng không? cũng được. Cũng được, có nghề nghiệp thì tốt em. Rồi. Không nghề nghiệp thì bán hàng. Để bán cái hàng không thối ấy, bán gạo, bán đậu, bán lạc các thứ ấy, mở ra bán hàng bánh kẹo ấy. Dạ rồi, về hôn nhân thì người này là có con này nọ là được hết đúng không anh? Nói chung là nhà ta ly hôn rồi thì đều có con hết, nhưng Rồi. mình mà có con với nhau thì nó có sự ràng buộc để có con để lấy chỗ dựa thì cũng tốt mà em, đấy là điều mà ai chả mong ước. Dạ rồi, bây giờ là anh không thích ở người phụ nữ là như thế nào ạ? Thế thì người phải có đạo đức, ví dụ như là bất hiếu với mẹ mà cứ thấy chửi mẹ thì những người ấy thì mình không kết hôn. Nên mà cứ thấy những người người con gái mà là cái chửi mẹ bất hiếu với mẹ thứ thì không có kết hôn người ấy. Người đàn ông mà mắt như Lê Văn Luyện này, mắt cá chày, những người ấy không có chơi mở cửa vào nó giết cả nhà. Mắt đỏ mắt cá chày có những một số đặc điểm. Rồi, còn gì nữa không ạ? Rồi cần nói chung là người nhìn cứ hiền, nhìn người hiền và hiền hiền hậu thì có đạo đức thì tốt, nó mới hạnh phúc. Nói chung là người Đấy. đó hiền 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 là ok đúng không anh? Nhìn Rồi. tuổi thì nói chung là tuổi tuổi tam hợp, thế thì nó như cá với nước, còn khắc nó như con cá với tôm sỏi lúc trong vảy chết thì ạ. Hợp thì nó thuận. Thuận Dạ cả rồi, về là tất cả về sức khỏe, về cái trường thọ, về cả về con cái. dạ rồi. Còn khác cái có cái tuổi khác là phải tù tội hoặc chết yểu, không biệt ly thì tuyệt mệnh, nên khác nhau mà. Dạ rồi, ok. Đây là một buổi casting bỗng hẹn hò thôi. Thì nếu mà kiếm được một người phụ nữ mà mong muốn á, thì tụi em sẽ làm việc với anh, có một bạn biên tập làm việc với anh sâu hơn ha Rồi cảm ơn em. anh ha. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Nhưng mà xem cô nào ít tuổi. Dạ rồi, giờ cho anh, đây là một buổi phỏng vấn bỗng hẹn hò để coi cách anh nói chuyện thể hiện như thế nào á. Thì giờ anh giới thiệu giúp em về cái họ tên tên tuổi quê quán nghề nghiệp của mình với. Quê quán của anh là họ tên của anh là Đinh Y Hà. Đinh gì Anh của à? em tên của anh là Đinh Duy Hà, Rồi, sinh năm bao nhiêu? sinh năm 1988. Rồi, nghề nghiệp của anh hiện tại là gì ạ? Lái xe đúng nghề không ạ? nghề nghiệp của anh là hiện tại đang làm tài xế. Rồi, hiện tại thì anh đang sống ở đâu? Tại là anh đang sống ở thành phố Hải Phòng. Thành phố gì anh? Thành phố Hải Phòng. À, thành phố Hải Phòng rồi. Bây giờ tại vì anh nói sơ giùm em về cái tính cách của mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Tính cách của anh là vui vẻ, hòa đồng và sống tình cảm. Anh có nghe rõ không? Rồi, còn điểm yếu. Điểm yếu của anh là hay bị tình cảm chi phối. Thế À thôi. rồi. Về tình trường đi, anh đã có bao nhiêu mối tình rồi? Anh đã có 3 mối tình rồi. Anh kể giùm em sơ em ba mối tình nó như thế nào nè. Mối tình thứ nhất là yêu tôi học sinh. Yêu tôi học sinh được 4 năm thì chia tay. Còn mối tình thứ hai thì yêu 2 năm thì chia tay rồi. Còn mối tình thứ ba thì yêu người yêu đi nước ngoài nên
không yêu xa được nên cũng chia tay. Rồi hết rồi. Rồi hiện tại tôi được bao lâu rồi? Anh độc thân là được gần 9 năm rồi. 9 năm. Rồi ok, bây giờ anh tới với chương trình đó, anh mong muốn người yêu của anh là như thế nào nè? Anh muốn người yêu của anh là đàng hoàng, sống chung thủy, không phản bội. Ủa là những mối tình trước của anh bị phản bội hay sao? Không phải phản bội mà cái lúc mối tình đầu thì lúc ấy đang còn non trẻ, đang còn đi chơi nên chia tay, cũng là lỗi của anh. Rồi vậy thì bây giờ ngoại hình á, anh mong muốn bạn gái cao mét bao nhiêu? Ngoại hình thì anh không quan trọng, anh chỉ quan trọng là đừng có sống quá là được thôi. Nhưng mà anh cao 1m bao nhiêu? Anh cao 1m65. 65 rồi. Quê hiện tại là quê quán bạn gái là ở đâu là được anh? Ở Nghệ An, Đà Nẵng hoặc là gần Hải Phòng. Nghệ An. Nhưng mà ý là người ấy ở thành phố Hồ Chí Minh được không? Người ấy ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà làm việc ở gần đấy thì được. Nói chung là ở Hà Nội cũng được đúng không? Đúng rồi. Rồi tuổi tác là anh mong muốn bạn gái anh cho em con số nhất định đi. Tầm 25 tuổi cho đến 30. Bằng tuổi mình được không? Bằng tuổi mình á, cũng được. Ok, bằng tuổi rồi, ok. Rồi, bây giờ đây là một buổi casting bỗng hẹn hò thôi. Nếu mà anh được lựa chọn vào chương trình, nó sẽ có một bạn làm việc với anh sâu hơn ha. Rồi. Rồi, cảm ơn anh rất. Rồi, chào bạn ha. Đầu tiên thì xin mời bạn giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình nhé. Vâng, em tên là Duy. Em ở Hưng Yên thì em đang làm nội thất ô tô. Là mình làm sale hay là làm cái gì ạ? Em trên lắp gọi là âm thanh hình ảnh ô tô ấy. Ừ. Gọi làm rồi, đẹp cho xe. Mình sinh năm bao nhiêu Duy? Em sinh năm 90. Em sinh năm 90. Ở Hưng Yên hả? Ở Hưng Yên, vậy thì nếu mà vâng, chương trình ghi hình ở thành phố Hồ Chí Minh thì em có vào được không? Cái này à? Cái này có thể, chỉ có thể... Mình chỉ ghi hình trực tiếp thôi em. Nếu như mà mình không vào được thì chắc là hẹn lại một cái dịp khác ha. Tại chỉ có ghi hình trực tiếp thôi, các bạn vào được thì mình sẽ ghi hình đó, chứ nó không có cái chương trình nào khác đâu. Vâng. Ừ. Vào thì vẫn vào được. Ừ. Vậy thì suy nghĩ chuyện gì mà lâu? Đâu, em đang ở, nếu mà ở gần Hà Nội luôn thì càng tốt. Không, mình chỉ quay ở thành phố Hồ Chí Minh thôi đó. Nói trước để em xem đây ha, để đỡ mất thời gian hai bên. Mình thấy mình thôi xa xôi quá, em mắc công lắm. Dụ như em chưa tới mức ế mà em phải lặn lội đường xa để vào đây thì thôi, nhường cơ hội cho người khác. Đó. Vâng. Ừ. Rồi thì em thấy sao? Ok thì chị sẽ hỏi tiếp. Vâng, thì em cũng cũng đang có lịch trình để em đi đi vào thành phố Hồ Chí Minh quận 12, thì em cũng năm 12 thì em cũng đang có ý định tiện để vào được luôn. Thì rồi thôi, vậy em chia sẻ tiếp giùm chị ha, điểm mạnh được, điểm yếu và cái đường tình duyên của em như thế nào. Đường tình duyên của em không không chưa biết em phải diễn tả như nào thì cho dễ hiểu nhỉ. Điểm mạnh thì em giỏi gì, em có thể làm được những chuyện gì tốt, nấu ăn được không, là cưng chiều bạn gái không? Nấu ăn thì
thì em không biết nấu ăn, nhưng mà còn chiều thì em chiều thật. Ừ. Chiều thì em chiều lắm. Ừ. Rồi em có tật xấu gì không? Nhậu hút thuốc gì không? Em mà không có thuốc mà cũng không nhậu. Rồi, có tự thấy mình có tật xấu gì không? Tật xấu à? Tật xấu thì hơi nói nhiều tí thôi. Ừ. Tật Rồi, xấu bây giờ em muốn tìm bạn gái như thế nào? và là cũng là cao ráo, với cả khuôn mặt dễ nhìn, Ừ. biết đối nhân xử thế. Gì nữa không? Chăm lo cho gia đình một chút là được. Rồi khu vực thì sống ở ngoài Bắc hay là khu vực nào cũng được em? Miền Bắc thì theo em thì sẽ ở Hưng Yên thì sẽ tốt hơn, gần gũi hơn. Ừ. Rồi ok em, nếu được chọn á, thì chương trình liên lạc lại rồi hướng dẫn em các thủ tục tiếp theo nha. Vâng. Rồi, cảm ơn em nhiều.